Thưa quý vị, năm 2024 là năm Hưng Yên tiếp tục bứt tốc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Với những tiền đề đã được tạo dựng và nhận diện những thời cơ, thách thức trong năm tới, Hưng Yên đã sẵn sàng với hàng loạt các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2024, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,5-8%, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 2%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,5-8,7%, thương mại dịch vụ tăng 9%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 121 triệu đồng, cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, thủy sản chiếm 6,5%, công nghiệp xây dựng 63%, thương mại dịch vụ 30,5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 70.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 32.823 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 29.123 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ đô thị hóa đạt 46%, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,71%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%, tạo thêm việc làm mới cho 2,45 vạn lao động. Và Hưng Yên cũng đặt ra những kỳ vọng nhiều hơn thế và có những hướng đi trọng tâm. Cá nhân tôi thì vẫn có niềm tin, và tôi đã nói nhiều lần rồi, là chúng ta phải tăng trưởng hai con số. Chúng ta đang có nguồn lực rất lớn để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tôi cũng nhấn mạnh có 4 cái nhiệm vụ chính ở đó. Thứ nhất là tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Đây là một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Cái thứ hai là vẫn là thực hiện tốt cái đề án giải phóng mặt bằng. Đây là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi vì tất cả các dự án, rồi các đề án, các ý tưởng mà cuối cùng không giải phóng mặt bằng được thì tất cả những nội dung trên cũng chỉ trên giấy thôi. Thu hút đầu tư như thế này thì không phải là ta có thành quả ngay được đâu, mà phải nhiệm kỳ sau, 5 năm sau, tức là 2 năm 30 thì thu ngân sách của Hưng Yên lúc đó mới có sự chuyển biến rõ rệt từ các doanh nghiệp. Nhưng mà ta không làm từ hôm nay thì ngày mai không có gì. Cái nhiệm vụ thứ ba đó là cái giải ngân vốn đầu tư công.